Thâm giả dạ thư ốc chương 770, ông không xứng. Bàn tay mới hạ xuống. Ông dám. Bên cạnh, Oanh Oanh đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhanh chóng tiến lên, một quyền oán hận đến. Ông. tiếng thân thể va chạm nặng nề. Thủy tinh và màn hình thiết bị điện tử trong phòng đều xuất hiện từng vết trạng. Thân thể Oanh Oanh nghiêng xuống, lực đạo của hòa thượng chốc đầu vượt quá tưởng tượng của cô. Ngay sau đó hòa thượng chốc đầu lại tác xuống một cái. Lần này oanh oanh đổi thành hai nắm đấm đón dở. Ông. Lần thứ hai giao thủ. Thân thể oanh oanh bắn thẳng về phía sau bay ra ngoài. Rơi thẳng lên trên giường lớn. Rồi sau đó nghe một trận rắc rắc giòn vang. Giường. Chỉ trong nhẹ nhàng bân quơ, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mình, đánh lui một nữ cương thi. Hơn nữa khi oanh oanh theo bản năng định đứng dậy, lại cảm thấy sát khí trong cơ thể mình bị từng sợi tơ vàng cuốn lấy, tơ vàng này thế mà lại phong tỏa mấy huyệt vị trên thân thể mình, cản trở sát khí trong cơ thể mình lưu chuyển. Hòa thượng chốc đầu xuất thân cửa Phật, vốn cửa Phật đi lại thế gian, một thân Phật hiệu, tự nhiên không thể kinh thường. Tuy rằng trong lòng không còn Phật, nhưng sẽ không vì thích sạch sẽ mà bỏ qua rất nhiều thủ đoạn của cửa Phật không dùng đến. Trong lúc nhất thời, oanh oanh muốn đứng lên cũng không được người phụ nữ của mình bị đánh. Ông chủ châu tự nhiên không có khả năng vẫn đứng bên cạnh khoanh tay giải thích gì đó. Hòa thượng này rõ ràng đến không có ý tốt. Nói đến cửa lĩnh giáo, thật ra tới để báo thù. Đã như vậy. Thế làm đi. Móng tay châu trạch nhanh chóng dài ra. Thân hình lũi tới. Đâm thẳng lên đầu đầm đìa máu tươi của hòa thượng chốc đầu. Hòa thượng chốc đầu giơ hai tay lên lấy một tốc độ thật quỷ dị giữ lấy cổ tay châu trạch ngay sau đó đánh gối lên trước đây chính là thủ đoạn vật lộn chính tông thật ra bất cứ thứ gì đến độ cao và cảnh giới nhất định rồi sẽ quay lại phát triển theo phương hướng ban đầu chỉ còn lại chất phát thuần túy nhất châu trạch cũng nâng đầu gối mình lên đầu gối của hai người đụng vào nhau si ông chủ châu chỉ cảm thấy đầu gối mình giống như đã bị đụng nát nhưng hòa thượng chốc đầu lại giống như không hề cảm thấy gì. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay châu trạch, mở cửa giữa ra, thò người tới trước, tất cả đều tới rất nhanh, cũng chính là thừa dịp lúc châu trạch đứng không vững. Chỉ trong thoáng chốc như ti chớp Hai người biến thành tư thế hòa thượng chốc đầu ôm lấy châu trạch từ phía sau. Lên. Hòa thượng chốc đầu quát khẽ một tiếng. Rắc rắc rắc. Nền gạch một tầng khách sạn này, không chỉ phòng này mà từng khu vực, tất cả đều xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, kể cả trên xà nhà cũng không ngừng có bụi bay xuống. Nhìn giống như hai người đàn ông đang chiến đấu. Không có vẻ sặc sỡ đặc biệt khoa trương kiểu như lan khắp vũ trụ. Nhưng cơ bản mỗi một lần va chạm đều từng quyền đến thịt. Tiếp theo mọi người trong khách sạn đều có thể cảm nhận được rõ ràng tòa nhà giống như đang chấn động, nếu không phải lúc này khách sạn bị quỷ khí vần quanh, người bình thường ở trong này bị hạn chế cảm giác và mơ hồ, khả năng khách và nhân viên trong khách sạn hiện giờ đều sẽ thét lên động đất mà chạy trốn rồi. Hai chân châu trạch sắp cách mặt đất. Cung vào lúc này hai chiếc răng nanh mọc ra khỏi khóe miệng. Nửa người trên cũng xuất hiện từng đường ấn ký. Châu trạch sắp bị hòa thượng chốc đầu ôm lấy từ phía sau đã lại một lần nữa vững vàng dẫm xuống đất Vả lại bắt đầu tiếp tục phát lực. Một bàn tay túng ngược lại tay của hòa thượng chốc đầu, tay kia thì xoay bả vai của đối phương. Đi, cho ông đây xoay người quỳ gối xoay người hòa thượng chốc đầu bị châu trạch cổng lên a di đà phật bất động như núi một tầng ánh sáng vàng rơi vào trên người hòa thượng chốc đầu châu trạch chỉ cảm thấy người mình cổng trên lưng giường như nặng hơn trước mười mấy lần rắc rắc trầm sàn sụp châu trạch và hòa thượng chốc đầu cùng nhau lọt xuống tầng dưới cũng may phòng tầng dưới không có ai đặt không có khách ở bằng không sẽ không biết bị dọa sợ thành dáng vẻ gì nữa. sàn sụp, lại không thể ngăn cản được châu trạch và hòa thượng chốc đầu tiếp tục đấu sức. cùng lúc đó, châu trạch cảm thấy từng sợi mang theo hơi thở thuộc tính cửa phật đang điên cuồng đâm vào trong cơ thể mình. a, à, châu trạch riết cào lên. anh biết không thể tiếp tục kéo dài như vậy. anh hiện giờ đang gặp phải tình huống không khác phùng tứ trước đó lắm. hòa thượng chốc đầu hiện giờ giống như một bức nhất là đối với tuyển thủ âm ti. Trong phút chốc, Châu Trạch thả lực. Hòa thượng chốc đầu lập tức nắm lấy cục diện trong tay. Hung hăng hất ngã Châu Trạch lên sàn. Sàn lần này không nát, thậm chí cả nước nẻ đều không hề xuất hiện, không phải bởi vì hòa thượng chốc đầu cuối cùng thu lực nương tay, giống như có một người ra quyền đánh người khác, cánh tay hoàn toàn chém ra thật ra không hề có đạo lý giữ lực lớn hơn, sau cùng hòa thượng chốc đầu dùng hết một lực đạo phản chấn, Châu Trạch chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vặn vẹo một trận. Nếu không phải thân thể này bị bản thân dày vò quá nhiều lần, khả năng đã trở nên nát bươm vào lúc này, bị đột ngộ ném xuống thành bãi thịt nát. Nhưng mà... Châu Trạch không ngừng động tác của mình. Thừa dịp hòa thượng chốc đầu tạm dừng trên mình trong ngắn mũi. Mười ngón tay đâm về trước. Gia đường. Mười móng tay. Mười cái. Châu Trạch không hề giữ lại hoàn toàn bắn ra. Phập, phập, phập. Mười móng tay, hoàn toàn đâm vào trong cơ thể hòa thượng chốc đầu. Mà lấy thân thể hiện giờ của ông ta còn chưa có khả năng ngăn cản được móng tay sắc bén của châu trạch ở dương gian này. Cộp 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 cộp. Hòa thượng chốc đầu lão đảo lui về sau. Ở chỗ ngực mình. Mười móng tay màu đen đập vào mắt làm bừng tỉnh. Máu tươi càng không ngừng chảy xuống. Châu Trạch tráng nhịn một hơi, cố gắng kìm nén đau đớn khủng bố trong cơ thể, lại bò lên, không người, hai tay chống hai bên hông. Hai chiếc răng nanh phản chiếu ra ánh sáng dữ tợn, chỗ sâu trong đôi mắt đã có màu đỏ tươi đang chậm rãi lưu chuyển, giống như bất cứ lúc nào đều có thể triệt để bao trùm cả đôi mắt. Chỗ mười ngón tay, lại không ngừng chảy ra máu tươi. Tay đứt ruột xót. Đau này, người khác tự nhiên không cách nào lĩnh hội được, lần trước như vậy vẫn là lúc châu trạch đối mặt với bé trai nhưng châu trạch bây giờ đã có tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều chỉ có điều khi đối mặt với hòa thượng chốc đầu bị ép đến khó chịu như vậy cũng may đối phương lại tuyệt đối thoải mái không chạy đi đâu thật ra chỗ khác biệt giữa phùng tứ nhi và châu trạch chính là ở đây nếu tất cả mọi người ở địa ngục không mượn được lực từ bên ngoài châu trạch thật sự sẽ kiên kỵ cậu ta nhưng ở dương giang khi đều có thêm thân thể vào rất nhiều khi phùng tứ nhi sẽ bị hạn chế nhiều lắm nếu cho phùng tứ nhi một thân thể thích hợp tuy rằng không nhất thiết có thể đủ để ngăn được hòa thượng chốc đầu trên đỉnh núi ít ra sẽ không đến mức nghiền ép bạn hoảng hốt bỏ về địa ngục hòa thượng chốc đầu há miệng thở dốc hít một hơi trong lúc nhất thời vết thương trên ngực lập tức cầm máu từng tầng khói đen bao trùm lên vị trí miệng vết thương đây là dấu hiệu quỷ khí nồng đậm xuất hiện thực chất. Hòa thượng chốc đầu trước mắt, nửa gương mặt từ bi, nửa gương mặt dữ tợn. Phật và quỷ cùng tồn tại. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Ngã Phật từ bi. Hòa thượng chốc đầu nhắm mắt lại. Dưới chân xuất hiện một đóa Phật Liên. Từng bước một đi về phía châu rạch. Từng bước sinh liên. Tạo thành một áp chế tự nhiên đối với tồn tại như quỷ này. Châu Trạch chỉ cảm thấy dưới chân, bên người mình giống như truyền đến cảm giác đau nhói nóng rực. Thí chủ, nếu như anh ta không ra, bần tăng cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Hòa thượng chốc đầu trầm giọng nói. Châu Trạch xuề tay trái. Một chiếc bút máy rơi vào lòng bàn tay. Bút máy lập tức bị máu tươi trên tay Châu Trạch nhuộm dần. Khi đó Phật Liên kia xuất hiện dưới chân mình sắp hoàn toàn bao trùm mình. Châu Trạch chợt xoay người cầm bút máy trong tay đâm thẳng xuống dưới sàn. Ông! Phật liên vỡ vụn. Châu Trạch hơi nghiêng cổ. Nhìn chầm chầm vào hòa thượng chốc đầu trước mặt. Cười nói. Anh ta nói, ông không xứng để anh ta đi ra. Lời Châu Trạch nói không khiến hòa thượng chốc đầu tức giận, không khiến ông ta hoài nghi. Lúc trước gia các lượng bày không thành kế rốt cuộc có cao minh không, thật ra không phải ở bản thân ông ta, mà ở vị ông ấy muốn mê hoặc mơ có đủ lợi hại hay không nếu lúc đó gia các lượng gãy đàn cho một tên ngốc nghe cũng may hòa thượng chốc đầu trước mắt không phải là một tên mãn phu ngốc nghếch gì ông ta cảm thấy được lời nói của châu trạch và thái độ của vị kia chuẩn xác như vậy trôi chảy như vậy đương nhiên như vậy đúng vậy đây chẳng phải là tính cách của vị kia sao trên mặt hòa thượng chốc đầu lại lộ ra vẻ sùng kính nhất là mặt ông ta vốn tốt xấu rõ ràng hơn nữa biểu cảm này thật sự muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị châu trạch cũng bởi vì vậy mà hơi kinh ngạc bản thân chỉ đơn giản đang phô trương thanh thế nói một chút không xuôi tai thật sự giống như việc chết còn cứng mỏ nhưng vì thế quái nào mà lại cảm thấy đối thủ giống như đang vui vẻ chịu đựng vậy phải rồi a di đà phật bần tăng dốc hết toàn lực thử giết thí chủ nửa thân bên trái hòa thượng chốc đầu lóe lên ánh sáng vàng nửa thân bên phải lại lóe lên ánh sáng màu đen ký tức trên thân lấy một tư thái cực kỳ khủng bố nhanh chóng tăng lên đây gọi là nghiêm túc cũng cần phải nghiêm túc chỉ có chứng minh bản thân có năng lực giết được người trước mắt vị kia mới có thể xuất hiện mới có thể giống như lần trước luận phật với mình dùng lời nói của nhà hiền triết để hình dung sau khi hòa thượng chốc đầu nghe được lời nói trào phúng của châu trạch cảm giác tiểu vũ trụ trên dưới toàn thân mình đều bắt đầu thiêu đốt lên sôi trào hừng hực giết chết châu trạch là lịch lãm vị kia cho mình đi ông thân hình hòa thượng chốc đầu biến mất ngay tại chỗ châu trạch chỉ nhìn thấy trong tầm mắt của mình xuất hiện hai vần sáng chói mắt sau đó nhận thấy ngực bị hung hăng nện trúng trầm vốn không hề lưu lại đường sống cho mình có thể phản ứng cả người ông chủ châu bay ngược ra ngoài đụng nát cửa sổ thủy tinh trượt xuống nhưng mà không đợi châu trạch rơi xuống đất quần sáng hai màu kia lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh chỗ cổ châu trạch bị một đôi tay bóp chặt tốc độ rơi xuống lại một lần nữa tăng mạnh rầm hòa thượng chốc đầu ném mạnh châu trạch lên trên đường cái rồi lại nâng lên đè thân mình châu trạch lên đường nhanh chóng đẩy về trước rầm hòa thượng chốc đầu buông tay giống như tư thế chơi bao liên thân mình châu trạch giống như chiếc bao tải tiếp tục trượt đi trên đường trên đất để lại một rãnh sâu thật dài đợi đến khi năng lượng hao hết thân mình giật giật vài cái trên mặt đất rồi lại suy sụp té xuống đất đứng ở bên cạnh có thể nhìn thấy rõ được quần áo trên lưng châu trạch đã hoàn toàn bị mòn đến sạch sẽ da thịt cũng mới vừa bị một loạt ma sát khủng bố phá rách để lại miệng vết thương cực kỳ khủng bố sâu đủ thấy xương. Hòa thượng chốc đầu không tiếp tục tiến lên trước. Ông đứng ở đó, giống như đang quan sát phản ứng của Châu Trạch. Theo lý thuyết, rất nhiều phim truyền hình ngốc nghếch luôn luôn nói về một chủ đề, đó chính là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Giờ phút này cho dù kẻ địch đã chết chưa, bổ mấy đao tử thủ xuống mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, hòa thượng chốc đầu lại không phải vì muốn thưởng thức dáng vẻ chật vật của Châu Trạch thuần túy bởi vì ông nhất định phải dừng lại điều hòa lực lượng hai loại thuộc tính trong cơ thể mình phật dùng đến trấn áp cũng lấy ra che giấu bởi vì mây đen trên đỉnh đầu vẫn còn đó chưa hoàn toàn tan đi lực lượng mới gia nhập tự nhiên rất cường đại nhưng rất không ổn định xử lý không cẩn thận một cái tẩu hỏa nhập ma còn tốt trực tiếp bị sét đánh xuống mới là kết cục khủng bố nhất ông cần dừng lại một chút điều hòa và khống chế cũng chính trong thời gian này trong tầm mắt của hòa thượng chốc đầu hai tay châu trạch dần dần rung lên anh định chống đỡ thân thể đứng lên lại rất khó làm được mới vừa bị đánh liên tiếp đã vượt qua cực hạn có khả năng chống cự của bản thân châu trạch khó khăn ngẩng đầu ông chủ châu cắn răng sau này thật ra suy nghĩ trong lòng lại không nhiều lắm ý niệm duy nhất chính là đứng lên đứng lên không có ý niệm gì cũng không còn tín nhiệm gì thuần túy chính là bạn bị người đánh ngã đau quá rất muốn đứng lên trả lại đối phương một quyền a di đà phật hai tay hòa thượng chốc đầu chấp thành hình chữ thập khó khăn lắm cuối cùng ông đã hóa giải hai luồng lực lượng xung đột trong cơ thể mình sáng vàng và ánh sáng màu đen trên người cũng đều đồng thời mờ đi Ông cất bước đi về phía châu trạch. Chậm rãi nói. Nếu ngài còn không đi ra, bần tăng thật sự sẽ siêu độ cho chó giữ nhà của ngài đó. Chó giữ nhà. Khi nghe được ba chữ này. Ánh mắt của châu trạch trừng lớn hơn. Ngực phập phòng một trận. Hai tay siết chặt lấy. Giữa mười ngón tay còn đang đổ máu, máu tươi chảy tràn ra từ kẻ ngón tay. Hòa thượng chốc đầu đi đến trước mặt châu trạch. Nhằm vào đầu châu trạch dơ chân lên. A di đà Phật. Châu Trạch ngẩng đầu nhìn mũi giày dơ bẩn kia. Thật sự rất bẩn. Dần dần, trong tầm mắt của Châu Trạch, bắt đầu dần dần mơ hồ. Màu đỏ vốn chỉ xuất hiện hai bên trong mắt đã bắt đầu dần dần bao trùm khu vực trung tâm. Vả lại lấy tốc độ cực nhanh phủ kín hai mắt. Lúc trước ở Ngọc Long Tuyết Sơn, Châu Trạch cắn nuốt một thừa ân Lực lượng này thiếu chút nữa khiến cho anh rơi vào điên cuồng, nếu không phải cuối cùng tỉnh táo lại, có thể còn ăn luôn cả oanh oanh. Cắn nuốt giữa cương thi là phương thức tăng lực lượng lên nhanh nhất, nhưng dễ dàng bởi vì vậy mà mất đi lý trí nhất, quá khứ tương lai, thật sự có mấy đại cương thi tiến tâm lừng lẫy, lại cuối cùng không thể chết già, tiêu tán giống như sao băng. Nguyên nhân ở đó, một đường cắn nuốt một đường điên cuồng, càng rỡ đến trời cao không nhìn được, đánh luôn xét xuống diệt sát lực lượng này chỉ tạm thời áp chế xuống nếu trải qua thời gian mấy tháng chậm rãi điều trị và tiêu hóa vấn đề thật sự không lớn nhưng mà trước mắt cách cắn nuốt một thừa ân mới qua không đến hai ngày a à, tai họa Nguyên rủa phẫn nộ đủ loại cảm xúc tiêu cực nguyên thủy nhất bắt đầu không ngừng tụ tập và kích động lên lúc này hòa thượng chốc đầu lại vui vẻ trong lòng nói là ngài là ngài đã thức tỉnh sao? một khắc này, hòa thượng chốc đầu lại có cảm giác vui sướng khi bản thân thi cuối cùng đạt tiêu chuẩn cũng lập tức được tộc trưởng khen ngợi. nhưng rất nhanh, ông lại nghi hoặc nhíu mày. không phải là hơi thở của ngài. đây, là cái quỷ gì? a, à, châu trạch ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm lên giận dữ. mọi khớp xương trong cơ thể cũng bắt đầu phát ra tiếng cọ sát chói tai trầm thân hình hòa thượng chốc đầu nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách với châu trạch tỏ vẻ nghiêm túc chỗ châu trạch vốn nằm đó bốc lên từng trận bụi đất đợi đến khi bụi đất tiêu tán đi lộ ra thân hình của châu trạch châu trạch không lưng hai tay tự nhiên buông thõng bên người chỗ vết thương trên người đang bốc lên từng luồng khí trắng nóng hầm hập nhất là chỗ sau lưng bởi vì lúc trước bị lôi đi ma sát nhanh chóng trên mặt đất miệng vết thương đáng sợ nhất mà trước mắt có thể rõ ràng nhìn thấy được phía sau lưng châu trạch đang không ngừng dâng lên từng trận sóng nhiệt. Giống như nước sôi lên. Rất giống, lại không phải là người đó. Hòa thượng chốc đầu nghi ngờ lẩm bẩm, sau đó lại tự lắc đầu. Lúc trước thoạt nhìn rất giống, hiện giờ lại không giống. Trong đôi mắt đỏ đậm của châu trạch, giống như không nhìn thấy cảm xúc dao động. Chỉ thấy anh lặng yên cúi đầu. Nhìn hai tay máu chảy đầm đìa của mình. Mười móng tay trước đó, lúc này còn đâm trên ngực hòa thượng chốc đầu. Hai tay vung lên hai lần. Lại ngẩng đầu nhìn bàn tay. Cảm thấy thiếu gì đó. Không quen thuộc. Trong cổ họng châu trạch phát ra một trận âm rung. Giống như đang biểu đạt cảm xúc bất mãn nào đó. Anh giơ tay trái của mình lên. Hé miệng. Nhét tay trái vào trong miệng mình. Ừng ực ừng ực ừng ực, ực. Một loạt âm nuốt chói tai truyền đến khi châu trạch rút tay ra khỏi miệng toàn bộ bàn tay trái không hề thấy da thịt đâu nữa chỉ có xương trắng lành lạnh tiếp theo là tay phải rất nhanh bàn tay phải cũng trở thành xương trắng mà đau róc xương lại chính là nanh vuốt của châu trạch không có móng tay nhưng không sao bởi vì tìm được vật mới thay thế thân thể càng còng lưng lên hai tay chậm rãi vung vẩy khi đầu ngón tay xương trắng chạm đến mặt đất dưới chân. Lại quẹt ra một loạt hoa lửa. Châu trạch chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ đậm nhìn chầm chầm vào hòa thượng chốc đầu trước mặt. nhếch môi. Nở nụ cười. Giống như một đầu sói đói. Theo dõi con mồi của mình. Ngay sau đó. Một chân dẫm tới trước. Một chân kéo sau. Đạp mạnh. Trầm. Hòa thượng chốc đầu chỉ cảm thấy một cơn gió vô cùng sắc bén thổi tới trước mặt mình. Ngay sau đó, chính là mùi máu tươi gây mũi. Phật nói: "Trầm." Hòa thượng chốc đầu choáng váng hoa mắt một trận. Ông thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng gì khác. Đã bị cánh tay của Châu Trạch túm chặt lấy cổ nện lên trên đất. Rồi sau đó, Châu Trạch ngẩng đầu lên. "A." À, lấy tốc độ nhanh hơn, vừa đè chặt hòa thượng chốc đầu ở trên đất vừa kéo ông ta bắt đầu nhanh chóng chạy tới trước rầm 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 giống như máy ủi đất bon bon chạy đẩy thẳng về trước trước đó mày làm gì tao hiện giờ tao đáp lại như vậy bất cứ khi nào ông chủ châu đều không phải là người khoan dung độ lượng rộng rãi gì nhất là đối với người đối xử không tốt có tổn hại đến mình có thể trả thù đêm nay tuyệt đối không kéo dài đến sáng sớm ngày mai Đợi đến khi đẩy được một khoảng cách. Trên người hòa thượng chốc đầu lại lóe ra ánh sáng màu vàng và màu đen. Thân thể lập tức nặng lên. Hai chân ép xuống, dẫm trên mặt đất. Đồng thời hai tay chụp châu trạch. Tay hai người đang xen lại. Tay xương trắng của châu trạch giống như từng con dao phẫu thuật sắc bén. Hung hăng đâm vào cơ thể hòa thượng chốc đầu. Còn trong lòng bàn tay hòa thượng chốc đầu lại cũng ngưng tụ Phật lực mênh mông đang điên cùng ăn mòn thân thể châu trạch dằng con một lúc hai người cùng ra chân đá trúng vào thân mình đối phương trầm hai người đồng thời bay ra hai phương hướng ngược nhau rơi xuống nhưng rất nhanh hai bên lại lật người lên một lần nữa va vào nhau giống như hai con chó điên đánh nhau khi châu trạch bị hòa thượng chốc đầu nện từ trên lầu xuống luật sư an và hứa thanh lãng ở phía dưới đã cảm ứng được trước tiên nhưng hơi xấu hổ chính là chỗ châu trạch và hòa thượng chốc đầu hạ xuống ở sau lưng khách sạn đợi đến khi luật sư an và hứa thanh lãng dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển một vòng cuộc chiến đã đến hồi gây cấn một con chó giữ nhà một con chó điên đang tiến hành chém vết máu tanh thảm thiết nhất sóng khí ồn ào náo động kia năng lượng phát tiết khủng bố kia thân thể va chạm và đánh nhau luật sư an và hứa thanh lãng thậm chí không dám tới gần thật sự là khí thế của kiểu chém giết này khiến trong lòng hai người đều rõ ràng cho dù hiện giờ đi xuống hai bên đã giết đến đỏ mắt rồi cho dù bạn muốn đi vào hỗ trợ cũng không được thậm chí có thể khiến cho ông chủ nhà mình sinh ra băn khoăn trong lòng không phải doanh câu ngủ say sao hứa thanh lãng không thể lý giải được lầm bầm doanh câu đã ngủ say anh tin tưởng châu trạch sẽ không lừa gạt mọi người chuyện này vả lại cũng không cần phải lừa gạt nhưng hiện giờ là sao đây luật sư an lại giơ tay xoa cầm, cân nhắc rồi nói tôi cảm thấy hơn phân nữa có liên quan đến lúc trước ông chủ đã nuốt một thừa ân có liên quan gì tới ông ta chứ cậu còn nhớ bức tranh cổ trong nhà một thừa ân chứ hứa thanh lãng nghe vậy gật gật đầu bức tranh kia tự nhiên nhớ được lúc đó một thừa ân chuẩn bị khuất phục nói thật nhưng khi này dường như ông chủ bị sa vào cảm xúc nào đó hoàn toàn không để ý tới gì khác triệt để hút khô một thừa ân bức tranh kia đã trở thành manh mối cuối cùng lưu lại đã xem bộ phim này chưa dường như tên là định danh hứa thanh lãng gật đầu đã xem nội dung phim thật ra chính là chuyện về nhiều nhân cách tàn sát lẫn nhau đến cuối cùng vài nhân cách còn thừa lại chính là vài nhân cách có đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy tình huống của ông chủ thật sự rất giống với bộ phim đó cậu phải biết rằng thật ra doanh câu không phải núp trong linh hồn thân thể anh ấy cũng không phải quan hệ ký sinh doanh câu rất thích gọi ông chủ là chó giữ nhà thật ra trong đó có một tầng ý tứ bọn họ là trong một linh hồn sinh ra ý thức khác nhau mà thật hiển nhiên doanh câu là lão đại hoàn toàn xứng đáng trong ý thức của bọn họ cũng có thể nói là người cường đại nhất trong các nhân cách vậy còn ông chủ anh ấy coi như nhân cách lộ ra đi có phần giống với bộ ngoại giao của một quốc gia quản lý tất cả hoạt động đối ngoại nhưng ở trong nước cơ quan quyền lực cầm quyền chân chính lại không phải là anh ấy tôi còn hơi mơ hồ tôi cũng hơi mơ hồ nhưng đại khái khả năng chính là ý tứ này lúc trước ở thông thành không nhìn ra được giữa bạch phu nhân và lý tú thành kia có chuyện gì sao Bạch phu nhân không biết lợi dụng lực lượng đặc thù gì thậm chí có thể nói mang theo chút tấm kỵ. Ví dụ như tiên kia, hệ có liên quan đến chữ kia đều là tồn tại tấm kỵ. Dưới thúc đẩy của Bạch phu nhân, một nhân cách trong đó Lý Tú Thành suýt chút nữa phản loạn thành công. Nếu không phải trong linh hồn ông chủ còn có một ngọn thái sơn trấn áp, khả năng ông chủ hiện giờ đã biến thành Lý Tú Thành phù. Nói tới đây, luật sư An không khỏi thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói rất kỳ quái, cũng không thể tưởng tượng nổi đi, lại có thể biến bảnh nhỏ cấp bậc sinh mệnh thành nhân cách. Muôn vàng chúng sinh lấy thân thể là tồn tại căn bản, thân thể vừa hỏng, ý nghĩa sinh mệnh tiêu vong. Âm ti chúng ta lại càng tiến thêm một bước, lấy linh hồn làm vật trung gian, thậm chí thân thể cũng không phải không thể đổi được, ví dụ như lúc trước khi Phùng Tứ Nhi lên đây, đi nhà tang lễ mượn thân thể vậy. Nhưng đến cấp bậc như doanh câu kia, anh ta thậm chí có thể phân mảnh nhỏ sinh mệnh này thành mức độ nhân cách cực nhỏ, làm đàn tràng trong vỏ ốc, cấp bậc này, thật sự đáng sợ. Có ý tứ suy nghĩ của ta không diệt, thân cũng không diệt. Ý anh đang nói rằng hiện giờ Lão Châu biểu hiện ra là một loại nhân cách khác sao? Chia 5 năm, năm đi. Một khả năng là bản thân ông chủ thức tỉnh rồi, giống như thánh đấu sĩ Seiya trong manga Nhật, đánh không lại bạn không sao, thông qua một phen bị giết và lầm bầm có thể thiêu đốt lên tiểu vũ trụ chơi cái bùng nổ ông chủ bị hòa thượng kia ép đến cá mạng xoay người cá mạng đâm tới cá mạng quyết đấu cá mạng vạn tuế xung phong dường như cũng không phải không có khả năng nói thì nói vậy cũng nói chia năm năm nhưng hứa thanh lãng có thể nghe ra được bản thân luật sư an cũng không thể nào tin được khả năng này khả năng thứ hai thì sao khả năng thứ hai chính là bởi vì ông chủ cắn nuốt một thừa ân mà một thừa ân và người trong tranh rất có thể có quan hệ cực kỳ sâu sắc phải biết rằng trên thế giới này một thừa ân là cương thi thứ hai có linh hồn mà ta đã thấy nếu như ông ta là người đời sau của người trong tranh kia hoặc là người kế thừa một phần y bác hoặc truyền thừa của người trong tranh tóm lại giữa người trong tranh và một thừa ân nhất định có quan hệ gì đó mà bức tranh cổ kia mang đến cách nhìn thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Doanh Câu đang phẫn nộ, người đàn ông trẻ tuổi kia lại nâng cốc nói cười. Tôi ngược lại có một dự đoán, tôi tin tưởng ông chủ cũng đoán được, đó chính là người trong tranh kia, rất có thể là chó giữ nhà nào đó cho Doanh Câu. Nhưng người này vẫn thành công trưởng thành, vả lại thoát khỏi trói buộc của Doanh Câu, là người này ưu tú hay tính kế được Doanh Câu cô phụ Doanh Câu, không thể kiểm chứng được. Tóm lại, người đó thành công người đó khiến danh câu không thể làm gì thành công đi ra khỏi số mệnh các đời chó giữ nhà khai sáng kết cục mới mà một thừa ân lại là truyền nhân của người đó hoặc may mắn chiếm được một phần y bác của người đó nghe đến đây hứa thanh lãng hiếp mắt lại trong cơ thể của anh cũng có một phần lực lượng hải thần bị phong ấn rất nhiều thứ thật ra càng có suy nghĩ và cảm nhận trực quan hơn nên nói ngay ý của anh là bởi vì ông chủ nuốt một thừa ân kích thích nhân cách nào đó trong cơ thể anh ấy thức tỉnh. Mà trước mắt, chính là Luật sư An chậm rãi gật đầu. Thật ra, rất nhiều thứ đều rõ ràng. Dưới điều kiện Châu Trạch đã sớm có thể khống chế trạng thái cương thi. Bởi vì nuốt một một thừa ân, lại thiếu chút nữa mất trí mà muốn ăn cả oanh oanh. Thật hiển nhiên, là do một thừa ân, khiến một nhân cách khác trong cơ thể anh ấy tồn tại tương tự như Lý Tú Thành bắt đầu phát ra ảnh hưởng. Nhưng mà, vị kia càng trâu bò hơn Lý Tú Thành. Phải biết rằng lúc Lý Tú Thành bại trận ở Thái Bình Thiên Quốc, cho dù rất sùng kính khi nhìn thấy doanh câu ở trong mộng, nhưng doanh câu lại chỉ mắt lạnh nhìn ông ta lên cao nhìn ông ta đãi tiệc nhìn ông ta sụp xuống. Nhìn ông ta thành phá, nhìn ông ta bị bắt, nhìn ông ta bị giết. Ở góc độ cấp trên mà nói, doanh câu vốn không hề coi trọng các đời chó giữ nhà. Hoàng đế cổ đại và đại tướng Biên Cương có một cách nói, du mục thay trời, chữ mục ở đây thật ra rất rõ ràng giải thích thái độ của cấp trên đối với người tầng dưới cùng. Quyền quý nhân gian còn coi dân chúng như heo dê chó rau dưa. Như vậy, danh câu có cấp bậc sinh mệnh vượt xa tưởng tượng của con người, từ thời kỳ thượng cổ đã là cá sấu lớn một phương, sẽ nhìn cấp dưới như thế nào, cũng có thể hiểu được. Như vậy, có phải ông chủ bị? Hứa thanh lãng dơ ngón tay chỉ lên đầu mình, xoay tròn. Luật sư An lắc đầu, nói: "Không đến mức, dựa theo ý tứ miêu tả trong bức tranh cùng với sự xuất hiện của tồn tại như một thừa ân, có thể xác định một điểm đó là vị chó giữ nhà kia hoàn thành nhiệm vụ mà các đời chó giữ nhà không thể hoàn thành, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của doanh câu. Thậm chí rất có thể tách ra khỏi doanh câu, tự mình lấy hình thức sinh mệnh tồn tại. Nhưng người đó dù sao cũng từng làm chó giữ nhà." dựa theo hình dung trước đó của ông chủ ở sâu trong linh hồn anh ấy chỗ bị thái sơn trấn áp có rất nhiều cây cột bằng đồng thau còn có một hồ nước phía dưới đều là bóng dáng của các đời chó giữ nhà anh ta đi rồi nhưng trong đó khẳng định có lưu lại dấu ấn tinh thần của anh ta không tạo thành uy hiếp đối với ông chủ nếu như vậy chẳng phải tương đương với thêm một doanh câu luật sư an thiếu chút nữa không nhịn được phi một tiếng suýt chút nữa bật câu ý kiến đàn bà ra khỏi miệng kia chỉ là ảnh hưởng của một nhân cách còn có khác biệt rất lớn so với doanh câu ít nhất ở trong mắt luật sư an vẫn là doanh câu tốt nhất quan trọng nhất trong đó là doanh câu chỉ là một tiềm lực siêu cấp khi gặp rủi ro đáng để thu lại người trong tranh lợi hại nữa đơn giản là thừa dịp doanh câu gặp rủi ro thiết kế doanh câu một đường dĩ nhiên vị kia quả thật cực kỳ lợi hại dù sao con rết trăm chân đập hoài không chết có thể nhổ răng cọp ở trước mặt doanh câu tuyệt đối là ưu tú trong ưu tú nhưng so sánh với ông chủ nhà mình vẫn còn kém nhiều lắm nhìn quan hệ giữa ông chủ nhà mình với doanh câu anh một câu chó giữ nhà tôi một câu tên ngu ngốc cứng đầu con mẹ nó ma quỷ quan gia có đôi khi luật sư an rất khó lý giải được hoặc là ông chủ nhà mình có được nhân cách mị lực của thiên độc hậu hoặc chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Bằng không sao ông chủ nhà mình có thể ở chung với doanh câu ra cảm giác giàu nhân tốt được. Thành tựu này, đủ để miễu sát tất cả các đời chó giữ nhà, kể cả vị trong bức tranh kia. Còn phải đánh bao lâu? Hứa thanh lãng thấy trận chiến phía dưới còn khó phân ra nên hơi lo lắng nói. Cũng may, quỷ khí và sát khí tràn ngập nơi này, người thường không phát hiện ra tình huống ở đây, giống như ban đầu đã đánh ra một hố to ở trước cửa đồn cảnh sát nhưng cảnh sát ở bên trong lại không hề phát hiện ra tôi ngược lại không lo lắng hiện tại tôi lo lắng sau khi đánh xong luật sư an chép chép miệng tiếp tục nói với hứa thanh lãng cậu chuẩn bị sẵn sàng đi trước kia là doanh câu khống chế chủ đạo tuy rằng vị kia có phần mắt cao hơn đỉnh nhưng mỗi lần trở về ít nhất sẽ lưu lại chút chuẩn bị cũng bởi vì vậy nên trước kia mỗi lần ông chủ bị thương trở về lại chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được rồi hiện giờ vị này chỉ lưu lại nhân cách ảnh hưởng nhưng lại không quan tâm đến chủ nhân đã trực tiếp tạo ra nhìn cặp tay của anh ấy kìa chật chật tôi sợ chờ đánh xong ông chủ sẽ bị ép thẳng thành người khô thậm chí tính mạng đều có hứa thanh lãng nghe vậy gật gật đầu thật ra lực lượng vẫn là lực lượng này phần lớn lực lượng này vẫn lấy thân thể bản thân châu trạch làm vật trung gian ra cân nhắc doanh câu dùng và châu trạch dùng lại là lèo lái nhân cách này khác biệt chính là khống chế và lý giải rất nhỏ đối với lực lượng nhưng nước trong hồ không hề biến hóa về lượng cho nên ở dương gian khi doanh câu đối mặt với người nào địa ngục có diện mạo đều sẽ theo bản năng im bạc nhưng trước đó ở địa ngục có vương lục ngang hàng tự mình hiến tế lập tức có thể chém giết bốn phương dưới địa ngục thật sự thuần túy lấy châu trạch hồ nước này đến cân nhắc không đủ làm đại sự gì ủa luật sư an phát ra một tiếng nghi ngờ muốn phân thắng bại rồi tí tách tí tách tiếng nước mưa lan ra từng vòng châu trạch đứng trong bóng tối ở trước mặt anh lại có một bóng dáng tối đen tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng nhưng không biết vì sao người da đen trước mắt này lại cho anh một cảm giác đã từng quen biết anh là châu trạch mở miệng hỏi đối phương chưa trả lời nhưng châu trạch nhìn thấy chút trắng là răng nanh của đối phương anh ta đang cười anh ta đang cười cái gì châu trạch mở mắt ra anh có thể cảm giác đến trên dưới toàn thân mình truyền đến đau nhất còn có cảm giác xé rách thân thể bị áp bức đến sắp hỏng mất mà ở trước mặt anh lại là hòa thượng chốc đầu đang dây dưa gắt gao cùng với hai tay mình hòa thượng chốc đầu rối bù khắp trên người đều là vết thương sâu đủ thấy xương có vẻ vô cùng chật vật châu trạch không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể rõ ràng mình bây giờ đoán chừng cũng không tốt hơn hòa thượng chốc đầu bao nhiêu giống như hai con dế liều chết đá nhau quyết đấu đến lưỡng bại câu thương vẫn không có bên nào chịu buông tay phật ở trong lòng hòa thượng chốc đầu quát khẽ một tiếng trong lúc nhất thời ông ta vốn nửa vàng nửa đen trên dưới cơ thể cơ bản tất cả đều hóa thành màu đen ông ta lại một lần nữa phóng thích ra lực lượng thu được ở trong hang quỷ từng mặt quỷ như ác ma không ngừng lượn lờ và nhe răng cười bên người ông ta mang theo điên cuồng như cuồng loạn khác biệt duy nhất chính là ở chỗ mi tâm của hòa thượng chốc đầu có một điểm màu vàng đây dường như là điểm sáng duy nhất trên người ông ta mây đen trên trời còn nồng đậm hơn trước nhiều Quy ác cuồn cuộn dường như lại đang một lần nữa ngưng tụ một bên là châu trạch đánh đến sơn cùng thủy tận một bên là hòa thượng mạo hiểm sắp bị sấm sét đánh xuống được ăn cả ngã về không a à. a à. hai bên gầm lên như mãnh thú hai tay của hòa thượng chốc đầu lại một lần nữa phát lực rắc rắc một tiếng giòn vang Hai tay của Châu Trạch bị bẻ gãy. Không cách nào phát lực được nữa. Nhưng đầu của Châu Trạch lại hung hăng đụng vào đầu hòa thượng chốc đầu. Tráng hai bên chạm nhau. ầm, Mày chết tao sống. Đây mới thật sự là mày chết tao sống. Thân hình của hòa thượng chốc đầu không ngừng lui về phía sau, điểm màu vàng trên trán kia giống như đang rung rung, mây đen trên trời càng không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy tia chớp đang vàng vện trong đó hai tay châu trạch vô lực buông xuống nhưng cả người vẫn hung tợn nhìn chằm chằm vào hòa thượng trước mặt chỗ vết thương trên người còn bốc ra khói trắng tuy rằng thân hình luôn rung rung cảm giác yếu ớt trên dưới toàn thân giống như không tìm ra được thêm một chút lực lượng nào đã giống như thủy triều bắt đầu đánh úp lại nhưng châu trạch vẫn cắn răng chống đỡ anh không thể ngã xuống cũng không thể buông tha anh rất khó chịu nhưng vị trước mắt kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hòa thượng chốc đầu ngẩng đầu nhìn lên trời, lại một lần nữa cúi đầu. Trong ánh mắt đã mang theo một chút kiên quyết. Thân thể ông từ khi giao thủ với Châu Trạch đến giờ đã tàn phá tới cực điểm. Quan trọng nhất là ông không dám tiếp tục để thân thể đánh tiếp, bởi vì thân thể của ông là một cái lọ, một nơi ẩn nấp, một khi thân thể hỏng mất, tất cả đều sẽ không thể che giấu. Ông cảm thấy mình có thể thắng nhưng đối phương lại chiến đấu như con thú bị nhốt thậm chí hòa thượng chốc đầu có thể mơ hồ nhận thấy được đối phương có ý chí lôi theo mình cùng chết ông không muốn chết không phải sợ chết mà vì thứ ông luôn theo đuổi tìm kiếm ông vẫn còn chưa tìm được cho nên không nỡ chết được tấm thân ngàn vàng không ngồi gần đường lúc này hòa thượng chốc đầu nhắm mắt lại hai tay một lần nữa chấp thành hình chữ thập châu trạch ngẩng đầu lên thân thể nghiêng tới trước bắt đầu tăng tốc độ ông chủ châu giống như trở về lúc thi đấu chạy đường dài thời còn là học sinh rõ ràng đã không còn sức nhưng vẫn cắn răng kiên trì từng giọt từng giọt tiếp tục ép bản thân giống như bản thân thật sự là một miếng bọt biển vắt lại vắt luôn có thể vắt ra chút nước châu trạch vọt tới trước mặt hòa thượng chốc đầu hai tay anh đã buông xuống lần này lại há mồm lộ ra răng nanh bắt đầu cắn xé lúc châu trạch tới gần hòa thượng chốc đầu chợt mở mắt ra trong hai đôi mắt của ông ta không nhìn thấy còn sót lại chút từ bi nào chỉ còn lại quán độc và phẫn nộ cùng một thời gian chỗ tai mắt mũi miệng của hòa thượng chốc đầu cũng bắt đầu có chất lỏng đen nhánh bắt đầu chảy tràn ra ngay tiếp theo trên cái đầu bị chốc cũng có vô số quỷ ảnh thật nhỏ đang lắc lư. Trong phút chốc, Châu Trạch hơi sửng sốt. Bởi vì anh phát hiện hòa thượng chốc đầu trước mắt đã biến mất. Mục tiêu của mình không còn. Sao lại không còn? Hu 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 hu. Ha 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 ha. Đến đây, đến đây, tao muốn, tao muốn. Từng tiếng vang ồn ào, mỗi một tiếng hoặc thê lương hoặc phẫn nộ rít gào. Giống như tiếng thủy triều cuồn cuộn mang lên sóng thần vĩ đại khủng bố. Cấu xé nhau xuống. Châu Trạch chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang nhanh chóng xoay tròn. Linh hồn của anh, thân thể của anh đang bị từng con ác quỷ diện mạo khó ưa đếm hoài không hết cắn xé nuốt chửng. Hang quỷ. Đây mới thật sự là hang quỷ. Đến đây, đến đây. Tao ở trong này nha, tới bắt tao đi. Ha 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 ha, ha 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 màu đỏ đậm trong mắt châu trạch đang không ngừng mất đi. Ngược lại biến thành mê mang. Anh rất mệt. Anh rất mệt mỏi. Đồng thời, anh cũng rất nghi hoặc. Nghi hoặc giống như hạt giống. Đang không ngừng bị phóng đại, bị tẩm bổ, và lại giống như virus trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán vô cùng mạnh. Đây là chỗ nào? Tôi ở đâu? Tôi? Là ai? Má nó, hòa thượng này ra chiêu lớn rồi luật sư an đang nghe truyện trên tv audio cv lập tức đứng thẳng người tay trái nhanh chóng hóa thành xương trắng đây là định ra tay anh là ảo thuật gia tự nhiên rõ ràng hòa thượng chốc đầu này đang định là gì đây là lấy hang quỷ làm môi giới cố tình xây dựng một lĩnh vực riêng lấy vô số vong hồn trong hang quỷ làm đồ tiêu hao bắt đầu tiến hành một thế công xả thân hòa thượng không để ý như vậy sẽ hy sinh bao nhiêu vong hồn thu được từ trong hang quỷ ông ta muốn chính là dùng oán niệm của ác quỷ đã bị trấn áp mấy trăm năm này cố tình tiến hành tiêu tán linh hồn châu trạch khiến châu trạch trầm luân đã không cách nào chiếm được tiện nghi quá lớn trên thân thể đối kháng vậy gây công kích trên tinh thần luật sư an rõ ràng đây đã không thuần túy là ảo cảnh đây là khu vực đặc thù lấy mạng của vô số vong hồn xây lên anh không cách nào phá giải chỉ có thể thử phát động công kích hòa thượng chốc đầu cho dù liều mạng trọng thương cũng phải cứu ông chủ ra trên mặt hứa thanh lãng nhanh chóng bao trùm vẫy rắn đồng thời lẩm bẩm tôi cần mượn dùng lực lượng mức độ lớn nhất một hư ảnh mãng xà bắt đầu lan tràn từ dưới chân hứa thanh lãng ra nhưng mà đúng lúc này dường như hòa thượng chốc đầu hơi tùy ý liếc nhìn sang bên này trước ông ta là châu trạch vẫn đứng ở đó không nhúc nhích hòa thượng chốc đầu giơ một ngón tay lên trời cao rầm 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 trong tầng mây đen trên trời cao lập tức vang lên từng tiếng sấm mặc dù không đánh sấm sét xuống nhưng chỉ cách một tầng cửa sổ khóe miệng hòa thượng chốc đầu lộ ra ý cười rồi sau đó không hề để ý đến hai người Hứa Thanh Lãng và luật sư An mà ông đã sớm phát hiện ra nữa. Tiếp tục nhìn Châu Trạch trước người, lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật." Bể khổ không bờ. Không cần độ. Quay đầu là bờ. Ai chú ý tới? Đến trong hồng trần, đi trong hồng trần. Đi thôi. Đi lạc chính mình đi. Đi đánh mất bản thân triệt để đi. Phật môn cao tăng nhập ma đã thấy đủ loại trói buộc sau khi bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hòa thượng chốc đầu như vậy không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố ông có thể sửa đổi cả ý chỉ phật gia trên thuật pháp tự nhiên càng tiến thêm một bước hư ảnh mãng xà trên người hứa thanh lãng nhanh chóng tiêu tán hứa thanh lãng phát ra một tiếng kêu trên quỳ sát đất phẫn nộ gầm nhẹ nói vì sao vì sao nhanh chóng rút hết tất cả lực lượng sắc mặt của luật sư an cũng cực kỳ khó coi khó nhọc nói không phải là hải thần sợ là hòa thượng này ông ta điên rồi ông ta lấy kiếp lôi làm uy hiếp ý tứ chính là một khi hai người ra tay với mình ông ta sẽ chủ động tự bạo dẫn sấm sét xuống đến lúc đó ông ta muốn lôi kéo chúng ta và ông chủ cùng chết hải thần tự nhiên cảm ứng được điều này có thể nói nó muốn vậy có thể nói là nó sợ Tóm lại rút hết lực lượng của Hứa Thanh Lãng, không cho cậu ta chút nào. Mà Sở Dĩ Luật sư An dừng lại không ra tay. Không phải bởi vì bản thân sợ chết, đương nhiên, sợ chết đương nhiên phải sợ. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì chỉ cần anh ra tay. Như vậy có ý nghĩa mọi người cùng đồng quy vu tận. Cho dù trước mắt tình huống của ông chủ rất nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một chút cơ hội, đúng không? Trong bóng tối châu trạch nhìn thấp bốn phía từ rất lâu anh luôn tự tin cho rằng bản thân sẽ không bị ảo cảnh đánh bại thứ nhất bởi vì lực ý chí của bản thân vốn kiên định thứ hai bởi vì tên ngu ngốc cứng đầu trước kia nhưng một lần này tự tin này dường như bị đánh thật ra không phải bản thân châu trạch không tốt mà thủ đoạn của hòa thượng chốc đầu quả thật quá cao hơn nữa cũng quá xa xỉ mê man bất lực nơi nào là đường về châu trạch cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống đất vĩnh viễn không dừng lại cứ một mực rơi xuống mãi rơi xuống mãi rơi xuống cúi đầu hoàn toàn tối đen vốn không nhìn thấy đường hòa thượng chốc đầu chỉ cảm thấy tất cả sắp thành kết thúc đã định sau này trong lòng ông tràn đầy vui sướng vị kia chắc sắp ra tay đi bản thân đã thành công nhưng mà rất nhanh trong mắt hòa thượng chốc đầu đã lộ ra vẻ hoảng sợ mà các vong hồn trong hang quỷ bên cạnh ông cũng phát ra tiếng thét chói tai giống như gặp phải thiên địch khi châu trạch sắp rơi vào mê mang triệt để anh thì thào tự nói ai tới mang tôi trở về ông 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 từng bóng dáng xuất hiện bên người châu trạch sau khi hồn về quê hương bọn họ đã sớm tan thành mây khói nhưng tín niệm và dấu ấn mà bọn họ lưu lại trên người châu trạch đã hiện ra vào lúc này châu trạch nhìn thấp bốn phía chỉ thấy bên người bản thân có đầy bóng dáng vang vang hùng hồn đang đứng anh vẫn hơi mờ mịt vẫn hơi nghi hoặc nhưng trong đôi mắt đã nhiều thêm một chút trấn định đội ngũ trước khi bắt đầu tiến lên châu trạch thân ở trong đội ngũ bắt đầu đi tới cùng bọn họ lúc trước Châu Trạch mang theo bọn họ từ núi Giả Nhân về đến. Hôm nay, bọn họ lại mang theo Châu Trạch từ bên trong tâm tối này. Về nhà. Đội ngũ. Càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng, bắt đầu xung phong. Mấy vạn quân hồn khiến tâm tối bốn phía bắt đầu sụp đổ. Trước đó, sau khi Châu Trạch dẫn mấy vạn quân hồn qua biên giới trở về lãnh thổ đã té xỉu ngã trên đất, cạn kiệt nghiêm trọng bất tỉnh nhân sự. Luật sư An còn từng lo lắng những quân hồn này sẽ xảy ra nhiễu loạn gì, kết quả mấy vạn quân hồn cùng nhau, cởi giáp, sau khi bước lên lãnh thổ quê hương, đã bụi về bụi đất về đất. Không hề lưu luyến, cũng không sinh chút ý niệm gây tai họa. Tuy rằng khi đó ông chủ châu đã hôn mê, nhưng ý tưởng của anh đối với những quân hồn này thật thuần túy, bằng không cũng không cách nào gọi được những quân hồn này đi cùng với anh. Cũng bởi vậy, ông chủ châu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đạt được chút gì từ trên người những quân hồn này càng không nghĩ tới khống chế bọn họ dựa theo phản ứng của trời cao lúc trước mang theo quân hồn tiến lên rất có thể nếu thật sự có ý đồ nhúng chàm bọn họ sẽ vi phạm lệnh cấm kỵ hơn nữa người có thể ích kỷ có thể tham lam nhưng dù sao cũng phải hiểu được một vài điểm mấu chốt cũng rõ ràng một chút đúng mực nhưng một uống một ăn đều là ý trời lúc các quân hồn rời đi từng người đều đi qua hành quân lễ với ông chủ châu đang hôn mê tỏ vẻ cảm tạ dù sao là do châu trạch liều nguy cơ biến thành ngu ngốc dẫn bọn họ từng bước một đi ra khỏi núi giả nhân gian khổ khó khăn trong đó mọi người đều nhìn vào trong mắt trên thực tế nếu không phải sâu trong linh hồn ông chủ châu có thái sơn tọa trấn thời khắc mấu chốt còn có thể kích thích được thân thể cương thi hóa này tăng lên thêm một bước rất có thể đã thật sự tuổi già ngu ngốc rồi đến lúc đó lại thật sự chỉ có thể mỗi ngày ngồi trên sofa hiệu sách, tắm nắng, tay chân cùng run rẩy, oanh oanh không cần làm chuyện gì khác, chỉ cần liên tục lau nước miếng không ngừng tràn ra khỏi khóe miệng anh. Trái tim đều làm bằng thịt. Mặc dù quân hồn rời đi, nhưng từng dấu ấn thuần túy vẫn giữ lại. Có thể nói những thứ này thật vô dụng, bởi vì nó không phải là thứ thực chất gì, nhưng vào thời điểm nào đó, ví dụ như hiện giờ. A a a a. Chạy a a a. Trốn a a a. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Truyền ra từ trên người hòa thượng chốc đầu. Bản thân hòa thượng chốc đầu cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Phải biết rằng. Những thứ trong cơ thể ông. Đều là ác quỷ chân chính đã bị phong ấn trong hang quỷ đến mấy trăm năm. Vả lại trải qua thời gian phong ấn dài như vậy. Chém giết. Lấy phương thức tương tự với nuôi cổ không ngừng thôn tính mà trưởng thành, cũng không phải lệ quỷ bình thường kia có thể so sánh được giống như khác biệt giữa hoa nhà trồng và hoa dại hoặc gà nuôi trong sân với chim trĩ bằng không hòa thượng chốc đầu không có khả năng dựa vào thôn tính chúng nó sau đó có thể đạt được tăng lên lực lượng kinh khủng như vậy nhưng trước mắt lũ ác quỷ vốn nên có dáng vẻ khí thế ác độc cuồn cuộn lại một đám hoảng hốt thất thố thậm chí sợ sệt tránh lui từng sóng khí màu đen dường như muốn thoát ra khỏi trên người hòa thượng chốc đầu muốn thoát khỏi khống chế của hòa thượng chốc đầu. Mây đen trên trời. Vào lúc này càng thêm nồng đậm. Tiếng sấm sét cũng càng ngày càng vang vọng. Đúng vậy. Bọn họ là ác quỷ. Bọn họ hoặc cuộc đời gặp phải, chết oan khuất, trở thành oan hồn, giữ lấy chấp niệm, không vào địa ngục, tiếp tục lưu lại nhân gian. Hoặc vốn là người đại gian đại ác, từng có nợ máu, sau khi chết thành lệ quỷ, tiếp tục thời cơ làm ác. Nhưng cho dù như thế nào Những lũ ác quỷ này Đơn giản bởi vì nguyên nhân cá nhân từng bước một đi tới nay Khả năng về tuổi tác mấy vạn quân hồn này kém bọn chúng rất nhiều Nhưng mà Chính như lúc trước Châu Trạch tiễn vị phó cục trưởng cục cảnh sát vậy Có một số người Bọn họ quả thật có sinh mệnh hữu hạn Nhưng lại thu được vinh quang mà người khác mấy đời đều không thể sánh bằng Giá trị của sinh mệnh vĩnh viễn không ở sống lâu hay ngắn mà ở độ dày và chiều sâu quân hồn bắt đầu chạy nhanh bắt đầu xung phong giống như năm đó khi bọn họ tiến vào myanmar chém giết người nhật bản bỏ qua tất cả chiến đấu quên mình dưới tình huống này khí thế này yêu ma quỷ quái gì đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh ngày xưa anh đón chúng tôi về nhà hôm nay chúng tôi mang anh về đôi mắt châu trạch chậm rãi mở ra vẻ mê mang này, vẻ vô căn cứ này cũng dần dần biến mất. Anh nhìn thấy bản thân đứng yên không động, cũng nhìn thấy hòa thượng chốc đầu gần trong gan tắc. Thân thể hòa thượng chốc đầu đang không ngừng rung rung, giống như con búp bê bằng hơi trên quảng trường của trung tâm thương mại, lay động theo gió, vả lại phồng lên thật to. Châu Trạch hé miệng, lộ ra răng nanh, nghiêng đầu, thét lên một tiếng vô thanh với hòa thượng chốc đầu. Đây giống như là một hồi chuông tan cuối cùng. Hòa thượng chốc đầu chỉ cảm thấy da đầu mình rung lên, lực lượng trong cơ thể vốn lung lay sắp đổ vào một khắc này cuối cùng triệt để mất ổn định. A. À. Hòa thượng chốc đầu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy. Từng tiếng. Bởi vì vào lúc này, mỗi một khắc, trong tiếng kêu của ông ta bao hàm rất nhiều giọng điệu, rất nhiều âm sắc. Trước đó, ông dựa vào các ác quỷ trong hang quỷ xâm nhập vào cơ thể. Hiện giờ các ác quỷ giống như bầy dê bị đàn sói xua đuổi chạy trốn khắp nơi. Hòa thượng chốc đầu người chăn dê này cuối cùng không cách nào cố định hướng đi cho đàn dê được nữa. Thậm chí, còn bị bầy dê này kéo về phía vực sâu. Luật sư An ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức giơ tay túng chặt lấy bả vai hứa thanh lãng, bắt đầu liều mạng chạy về sau. Đồng thời hô lớn. Xét đánh đó. Một đường xét màu đỏ đậm đột nhiên hạ xuống thật sự đã tích tụ từ lâu lắm cuối cùng đã ủ ra kết quả trong mắt hòa thượng chốc đầu tràn đầy không cam lòng ông theo bản năng giơ tay túm chặt lấy cánh tay châu trạch ông biết mình xong đời rồi tuy rằng ông không rõ tất cả là vì sao đúng rồi đúng rồi là người kia ra tay nhất định là vậy người đó ra tay cho nên các ác quỷ trong thân thể mình mới bị sợ đến mức không chịu nổi như vậy. Nhưng ông vẫn túng chặt lấy cánh tay trái của Châu Trạch. Ông không biết vì sao mình lại làm như vậy. Đây giống như là chuyện duy nhất trước mắt mình có thể làm. Đồng thời, trên mặt ông lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông thành công. Ông thật sự thành công. Ông bước được vị kia ra. Bước bách được vị kia ra tay. Khi đi đến tận cùng này, Hòa thượng chốc đầu vốn không kịp hoặc nói vốn không muốn cho rằng người kia không ra tay. Ông không tin mình bị Châu Trạch đánh bại. Ông tuyệt đối không tin tưởng. Ông Liều chết nắm chặt lấy tay Châu Trạch, giống như điên giống như cuồng. Châu Trạch cũng không dãy dụa, thậm chí còn chủ động dán mặt đến trước mặt Hòa thượng chốc đầu, hạ thấp giọng nói. Thật ra người kia đã sớm ngủ say, vốn không tỉnh lại nữa. Ha ha. Ông đây muốn mày chết. Lại không muốn mày chết yên ổn. Cũng sẽ không để cho mày mang theo ảo tưởng và thỏa mãn tốt đẹp chết đi. Ông chủ châu chính là một người lòng dạ hẹp hòi, nói có thù tất báo cũng không hề quá. Trong mắt hòa thượng chốc đầu bắt đầu không ngừng trợn tròn. Không ngừng rên rỉ. Ông không tin. Ông không tin. Ông không tin. Nhưng lời châu trạch lại đang thật sự nhắc nhở ông. Người kia thật sự không thức tỉnh bởi vì giọng điệu khi người kia nói cùng với dấu hiệu tạm dừng này vẫn luôn luôn khắc trong đầu ông câu kia tôi xuất hiện thì thế gian không phật càng trực tiếp làm sụp đổ tâm thần tín ngưỡng của hòa thượng chốc đầu sấm sét đánh xuống tập trung thẳng vào hòa thượng chốc đầu các vong hồn của hang quỷ sao động vả lại mất khống chế ở trên người ông ta giống như một đống bóng đèn lớn sáng lên trong đêm tối muốn không bị phát hiện cũng khó diêm vương kêu bạn chết canh ba sao cho phép bạn đến canh năm nhưng cho dù là diêm vương cũng không dám chạy đến dương gian làm càng bởi vì trên đầu dương gian có một vùng trời châu trạch hé miệng trăng nanh đâm thẳng vào cánh tay mình không hề do dự cắt lúc này cả một cánh tay rời ra Thân thể châu trạch bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Quyết đoán. Rõ ràng. Dù sao hai tay của mình đã bị mình cố tình cắn ra xương trắng. Lúc này lại tự mình hại mình thêm một chút. Không hề có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa. Nếu như lại trì hoãn thêm dù chỉ một giây. Mình cũng bị bụi tan khói diệt tay trong tay với hòa thượng chốc đầu này. Trong ta có mi, trong mi có ta, cùng nhau biến thành đống bụi trầm châu trạch bị sóng khí bắn đi ra ngoài trên dưới toàn thân cũng xuất hiện thống khổ bị thiêu đốt mãnh liệt sấm sét màu đỏ đậm đánh thẳng lên trên người hòa thượng chốc đầu thật ra chuyện người sống bị sét đánh chết vẫn thường thấy khắp nơi ai không hay ho bị sét đánh trúng đều trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng mà sét đánh xuống dưới dù sao cũng không phải tên lửa nó sẽ không tạo thành lực phá hoại quá mức rõ ràng về cơ bản phá ra một cái hố to bằng đầu nắm tay đã xem như không tệ rồi thậm chí rất nhiều khi hai người sánh đôi đi trên đường trong ngày mưa người bên cạnh bị sét đánh chết nhưng người đi cùng lại chỉ cảm thấy trên người tê tê mà thôi cho nên sét đánh xuống nhưng không đến mức gây ra phá hoại quá mức mãnh liệt mặt đường thậm chí còn chưa bị nện thành cái hố nhưng cả người hòa thượng chốc đầu lại trực tiếp hóa thành tro tàn đồng thời một đường sóng gợn vô hình dập dần ra. Quỷ khí vẫn luôn vần quan tòa khách sạn này trước đó đã trực tiếp thành hư không? Thậm chí hơn phân nửa không khí trong thành đã được tinh lọc một lần nữa. Phong thủy, bố cục, còn đủ loại tồn tại đường ngang ngõ tắt cũng đều bị hủy diệt dưới một luồng này, những thứ này đều là ảnh hưởng vô hình, người bình thường không cảm nhận được. Nếu như có huyền tu nào đi ngang qua đây, đoán chừng còn có thể cảm thán một tiếng, không khí nơi này thật tốt. Luật sư An nằm trên đất, vẻ mặt rất thống khổ, chỉ cảm thấy đầu mình mới bị hai tên to con cầm búa hung hăng nện vài cái, lại bị mười mấy bà cô đi qua tác cho vô số bàn tay. Mà hứa thanh lãng ở bên cạnh lại che ngực quỳ rạp trên đất, chỗ tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi màu đen, vô cùng thê thảm. Đây là hải thần đã rút lực lượng đi khỏi trên người anh, nếu như lúc này trên người anh còn trải rộng yêu khí, tổn thương sẽ còn lớn hơn vả lại rất có thể dẫn đến hải thần ở bên kia cũng cùng bị sét đánh. Trên giường trong khách sạn Đầu tiên oanh oanh cảm nhận được Phật môn cấm chế mà hòa thượng chốc đầu mới vừa hạ xuống trong cơ thể mình đã bị tiêu trừ trong phút chốc. Nhưng không đợi cô lập tức đứng dậy đi giúp ông chủ nhà mình. Cũng cảm giác được một luồng thiên uy sáng lạng xuất hiện. Oanh oanh lập tức cực kỳ thống khổ ôm đầu mình ngồi thụp xuống, biểu cảm cũng cực kỳ thống khổ. Dưới trời cao. Chúng sinh bình đẳng sấm sét bừng bừng. Tai họa tiêu tán. Bọn họ hoặc cuộc đời gặp phải, chết oan khuất, trở thành oan hồn, giữ lấy chấp niệm, không vào địa ngục, tiếp tục lưu lại nhân gian. Hoặc vốn là người đại gian đại ác, từng có nợ máu, sau khi chết thành lệ quỷ, tiếp tục thời cơ làm ác. Nhưng cho dù như thế nào, những lũ ác quỷ này đơn giản bởi vì nguyên nhân cá nhân từng bước một đi tới nay. Khả năng về tuổi tác, mấy vạn quân hồn này kém bọn chúng rất nhiều. Nhưng mà, chính như lúc trước Châu Trạch Tiễn vị phó cục trưởng cục cảnh sát vậy. Có một số người, bọn họ quả thật có sinh mệnh hữu hạn, nhưng lại thu được vinh quang mà người khác mấy đời đều không thể sánh bằng. Giá trị của sinh mệnh, vĩnh viễn không ở sống lâu hay ngắn, mà ở độ dày và chiều sâu. Quân hồn bắt đầu chạy nhanh, bắt đầu xung phong. Giống như năm đó khi bọn họ tiến vào Myanmar chém giết người Nhật Bản, bỏ qua tất cả, chiến đấu quên mình. Dưới tình huống này khí thế này, yêu ma quỷ quái gì, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ngày xưa, anh đón chúng tôi về nhà, hôm nay, chúng tôi mang anh về. Đôi mắt châu trạch chậm rãi mở ra. Vẻ mê mang này, vẻ vô căn cứ này cũng dần dần biến mất. Anh nhìn thấy bản thân đứng yên không động cũng nhìn thấy hòa thượng chốc đầu gần trong gan tắc. Thân thể hòa thượng chốc đầu đang không ngừng rung rung, giống như con búp bê bằng hơi trên quảng trường của trung tâm thương mại, lay động theo gió, vả lại phồng lên thật to. Châu trạch hé miệng, lộ ra răng nanh, nghiêng đầu, thét lên một tiếng vô thanh với hòa thượng chốc đầu. Đây giống như là một hồi chuông tan cuối cùng. Hòa thượng chốc đầu chỉ cảm thấy da đầu mình rung lên, Lực lượng trong cơ thể vốn lung lay sắp đổ vào một khắc này cuối cùng triệt để mất ổn định. A. À, Hòa thượng chốc đầu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy. Từng tiếng. Bởi vì vào lúc này, mỗi một khắc, trong tiếng kêu của ông ta bao hàm rất nhiều giọng điệu, rất nhiều âm sắc. Trước đó, ông dựa vào các ác quỷ trong hang quỷ xâm nhập vào cơ thể. Hiện giờ, các ác quỷ giống như bầy dê bị đàn sói xua đuổi chạy trốn khắp nơi hòa thượng chốc đầu người chăn dê này cuối cùng không cách nào cố định hướng đi cho đàn dê được nữa thậm chí còn bị bầy dê này kéo về phía vực sâu luật sư an ngẩng đầu nhìn lên lập tức giơ tay túm chặt lấy bả vai hứa thanh lãng bắt đầu liều mạng chạy về sau đồng thời hô lớn sét đánh đó một đường sét màu đỏ đậm đột nhiên hạ xuống thật sự đã tích tụ từ lâu lắm cuối cùng đã ủ ra kết quả trong mắt hòa thượng chốc đầu tràn đầy không cam lòng ông theo bản năng giơ tay túm chặt lấy cánh tay châu trạch ông biết mình xong đời rồi tuy rằng ông không rõ tất cả là vì sao đúng rồi đúng rồi là người kia ra tay nhất định là vậy người đó ra tay cho nên các ác quỷ trong thân thể mình mới bị sợ đến mức không chịu nổi như vậy nhưng ông vẫn túm chặt lấy cánh tay trái của châu trạch ông không biết vì sao mình lại làm như vậy. Đây giống như là chuyện duy nhất trước mắt mình có thể làm. Đồng thời, trên mặt ông lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông thành công. Ông thật sự thành công. Ông bước được vị kia ra. Bước bách được vị kia ra tay. Khi đi đến tận cùng này, hòa thượng chốc đầu vốn không kịp hoặc nói vốn không muốn cho rằng. Người kia. Không ra tay. Ông không tin mình bị Châu Trạch đánh bại. Ông tuyệt đối không tin tưởng. Ông Liều chết nắm chặt lấy tay Châu Trạch, giống như điên giống như cuồng. Châu Trạch cũng không dãy dụa, thậm chí còn chủ động dán mặt đến trước mặt Hòa Thượng chốc đầu, hạ thấp giọng nói. "Thật ra người kia đã sớm ngủ say, vốn không tỉnh lại nữa." "Ha ha." "Ông đây, muốn mày chết, lại không muốn mày chết yên ổn." cũng sẽ không để cho mày mang theo ảo tưởng và thỏa mãn tốt đẹp chết đi. Ông chủ châu chính là một người lòng dạ hẹp hòi, nói có thù tất báo cũng không hề quá. Trong mắt hòa thượng chốc đầu bắt đầu không ngừng trợn tròn. Không ngừng rên rỉ. Ông không tin. Ông không tin. Ông không tin. Nhưng lời châu trạch lại đang thật sự nhắc nhở ông. Người kia. Thật sự không thức tỉnh. Bởi vì giọng điệu khi người kia nói cùng với dấu hiệu tạm dừng này vẫn luôn luôn khắc trong đầu ông câu kia tôi xuất hiện thì thế gian không phật càng trực tiếp làm sụp đổ tâm thần tín ngưỡng của hòa thượng chốc đầu sấm sét đánh xuống tập trung thẳng vào hòa thượng chốc đầu các vong hồn của hang quỷ sao động vả lại mất khống chế ở trên người ông ta giống như một đống bóng đèn lớn sáng lên trong đêm tối muốn không bị phát hiện cũng khó diêm vương kêu bạn chết canh ba sao cho phép bạn đến canh năm nhưng cho dù là diêm vương cũng không dám chạy đến dương gian làm càng bởi vì trên đầu dương gian có một vùng trời châu trạch hé miệng trăng nanh đâm thẳng vào cánh tay mình không hề do dự cắt lúc này cả một cánh tay rời ra thân thể châu trạch bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau quyết đoán rõ ràng. Dù sao hai tay của mình đã bị mình cố tình cắn ra xương trắng. Lúc này lại tự mình hại mình thêm một chút. Không hề có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa, nếu như lại trì hoãn thêm dù chỉ một giây, mình cũng bị bụi tan khói diệt tay trong tay với hòa thượng chốc đầu này. Trong ta có mi, trong mi có ta, cùng nhau biến thành đống bụi. Rầm. Châu Trạch bị sóng khí bắn đi ra ngoài trên dưới toàn thân cũng xuất hiện thống khổ bị thiêu đốt mãnh liệt sấm sét màu đỏ đậm đánh thẳng lên trên người hòa thượng chốc đầu thật ra chuyện người sống bị sét đánh chết vẫn thường thấy khắp nơi ai không hay ho bị sét đánh trúng đều trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng mà sét đánh xuống dưới dù sao cũng không phải tên lửa nó sẽ không tạo thành lực phá hoại quá mức rõ ràng về cơ bản phá ra một cái hố to bằng đầu nắm tay đã xem như không tệ rồi Thậm chí rất nhiều khi hai người sánh đôi đi trên đường trong ngày mưa, người bên cạnh bị sét đánh chết, nhưng người đi cùng lại chỉ cảm thấy trên người tê tê mà thôi. Cho nên, sét đánh xuống, nhưng không đến mức gây ra phá hoại quá mức mãnh liệt. Mặt đường thậm chí còn chưa bị nện thành cái hố. Nhưng cả người hòa thượng chốc đầu, lại trực tiếp hóa thành tro tàn. Đồng thời, một đường sóng gợn vô hình dập dần ra quỷ khí vẫn luôn vần quan tòa khách sạn này trước đó đã trực tiếp thành hư không? Thậm chí hơn phân nửa không khí trong thành đã được tinh lọc một lần nữa. Phong thủy, bố cục, còn đủ loại tồn tại đường ngang ngõ tắt cũng đều bị hủy diệt dưới một luồng này, những thứ này đều là ảnh hưởng vô hình, người bình thường không cảm nhận được. Nếu như có huyền tu nào đi ngang qua đây, đoán chừng còn có thể cảm thán một tiếng, không khí nơi này thật tốt. Luật sư An nằm trên đất, vẻ mặt rất thống khổ, chỉ cảm thấy đầu mình mới bị hai tên to con cầm búa hung hăng nện vài cái, lại bị mười mấy bà cô đi qua tác cho vô số bàn tay. Mà hứa thanh lãng ở bên cạnh lại che ngực quỳ rạp trên đất, chỗ tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi màu đen, vô cùng thê thảm. Đây là hải thần đã rút lực lượng đi khỏi trên người anh, nếu như lúc này trên người anh còn trải rộng yêu khí, tổn thương sẽ còn lớn hơn. Vả lại rất có thể dẫn đến hải thần ở bên kia cũng cùng bị xét đánh. Trên giường trong khách sạn đầu tiên oanh oanh cảm nhận được Phật môn cấm chế mà hòa thượng chốc đầu mới vừa hạ xuống trong cơ thể mình đã bị tiêu trừ trong phút chốc. Nhưng không đợi cô lập tức đứng dậy đi giúp ông chủ nhà mình. Cũng cảm giác được một luồng thiên uy sáng lạng xuất hiện. Oanh oanh lập tức cực kỳ thống khổ ông đầu mình ngồi thụp xuống, biểu cảm cũng cực kỳ thống khổ. Dưới trời cao, chúng sinh bình đẳng, sấm sét bừng bừng, tai họa tiêu tán. Vài thập niên trước, con người đã đi lên mặt trăng. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu máy bay dân dụng quân dụng gào thét trong không trung các nơi trên thế giới. Dường như mọi người đã sớm cho rằng mình đã chinh phục được bầu trời. Trên mặt trăng không có cung quản hàng. Trên đám mây cũng không có nam thiên môn. Nhưng mà, không biết mũi khoan của con người đã sớm xuyên xuống dưới nền đất bao sâu rồi. Không phải cũng không hề phát hiện ra dấu vết tồn tại của địa ngục sao? Chỉ có điều địa ngục thật sự tồn tại âm ti cũng thật sự tồn tại rất có thể trời mà bạn nhìn không phải là trời đất dưới chân bạn cũng không phải là đất chân chính trên trời cao rốt cuộc có đôi mắt vẫn luôn quan sát tất cả hay không ngẩng đầu ba thước thật sự có tiên hay không mọi người đương thời tin tưởng khoa học vững chắc không thể nghi ngờ chẳng phải giống như người cổ đại tin tưởng thần học vững chắc không thể nghi ngờ sao mấy vấn đề này vẫn nên để cho các nhà khoa học và nhà thần học đi chậm rãi thăm dò đi. Ít nhất, trước mắt người của hiệu sách này không có tâm tư đi suy xét những đồ chơi này. Một tia sét nho nhỏ. Tuy rằng trước đó đã diễn trò làm nền thật lâu, tốc độ bắn xuống cũng cực nhanh. Nhưng ảnh hưởng mang đến vẫn còn quá khủng bố. Cho dù mục tiêu của sấm sét không phải là bọn họ, nhưng mọi người vẫn bị tai họa, bị thiên uy mênh mông này tẩy rửa một lần. Luật sư An cảm giác cả người mình đều đã bị tinh lọc. Má nó, về sau có tên đần độn nào diễn trò nói đi tây tạng tinh lọc tâm linh ông đây sẽ vả vào mồm kẻ đó. Muốn tinh lọc tâm linh còn không đơn giản sao? Trời nổi dông tự mình chạy lên sân thượng cầm cục sắt, bảo đảm có thể tinh lọc đến không cần không muốn nữa. Bốp bốt bốp. Luật sư An lại không ngừng vỗ mặt mình, ép mình tỉnh táo một chút. Tuy rằng trên người không có vết thương rõ ràng gì, nhưng cả người đều rất khó chịu. Lại cúi đầu. Xoay người. Đỡ hứa thanh lãng lên. Tai mắt mũi miệng lão hứa đều trào ra máu tươi, gương mặt trắng bệch làm cho người ta có cảm giác nhìn thấy hồng nhan bạc mệnh. Phịch. Một tiếng trầm đục truyền đến. Luật sư An phát hoảng. Nhìn sang bên kia. Phát hiện Oanh Oanh lại nhảy thẳng từ trên lầu xuống, rơi vào vườn hoa. Nhưng trạng thái của Oanh Oanh cũng rất kém. Sau khi rơi xuống đứng lên lại trong phút chốc không thể đứng thẳng lên luôn, chỉ có thể hai chân không không miễn cưỡng chống lên. A, à, đúng rồi, má nó. Ông chủ. Thấy quanh quanh liều mạng như vậy, luật sư An lập tức hiểu ra. Mẹ nó chứ. Sao mình lại quên mất ông chủ? Phải biết rằng, khi sét đánh xuống, ông chủ đang rất gần hòa thượng kia, nếu như ông chủ cũng bị đánh chết. An bất khởi anh còn chơi cái rắm luật sư an lập tức buông tay phịch phịch một tiếng hứa thanh lãng vốn được anh đỡ lấy đã nặng nề ngã trên đất nhưng luật sư an lại không hề quay đầu lại cứ thế thất tha thất thểu đi lên đường cái anh thấy trước hết là một đống bụi rất sạch sẽ rất trong sáng thậm chí có thể nói là bụi làm cho người ta cảm thấy thoải mái và hoàn mỹ những từ hình dung này dường như rất khó dính dáng gì được đến bụi nhưng đây đúng là sự thật cái gì gọi là phép màu thiên đường. Đánh sét xuống chém người thành bụi lại có hơi thở giàu tính nghệ thuật. Cũng may. Trong tầm mắt luật sư An. Còn nhìn thấy một khối than đen hình người. Bằng không anh sẽ phải lập tức quỳ xuống đất mà khóc lớn với đống bụi trước mặt. Không phải khóc thay ông chủ. Mà khóc cho vận mệnh bi thảm nhấp nhô của anh. Luật sư An đi đến trước mặt khối than đen hình người, lập tức ngồi chồng hổng xuống quần áo trên người ông chủ đã bị đốt trụi cũng may bởi vì lúc trước đánh nhau cho nên quần áo trên người ông chủ đã bị tàn phá đến không còn thừa lại bao nhiêu phần còn sót lại bị đốt trụi dính trên người tổn thương không phải rất lớn quan trọng nhất là làn da trên người ông chủ hoàn toàn tối đen giống như cục thang bị máy nướng bánh hỏng nướng ra so sánh với tình huống cả vật thể cháy đen này thiếu một cánh tay ngược lại không hề chói mắt ông chủ ông chủ Luật sư An không dám giơ tay chạm vào châu trạch Anh sợ mình thoáng dùng thêm chút sức Ông chủ sẽ tan xương ngay trước mặt mình Giống như khi ăn cá nướng ở quán nhậu đồ nướng chợ đêm Cầm đũa trộn một lúc Xương thịt rời ra Ông chủ Ông chủ Quanh oanh cuối cùng khó nhọc đến đây Ngã sấp xuống bên người châu trạch Nhưng vẫn tỏ vẻ khẩn trương lo lắng nhìn cục thang đen trước mặt Âm ti có trật tự luật sư an lập tức làm ấn đầu ngón tay lóe lên sáng bóng nhàn nhạt quét qua đầu châu trạch sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống má nó chứ không cảm ứng được linh hồn thân thể hủy rồi thì hủy đi tuy rằng giá trị thân thể vô cùng to lớn nhất là thân thể này của ông chủ càng cực kỳ quý giá tương đương với món đồ cao cấp vất vả luyện ra được nhưng chỉ cần linh hồn còn đây cùng lắm thì lại luyện lại từ đầu nhưng nếu như linh hồn không còn vậy mất tiêu luôn rồi sao vậy sao vậy oanh oanh nhìn luật sư an lo lắng hỏi không có việc gì không có việc gì luật sư an lắc đầu nói chúng ta đưa ông chủ rời khỏi đây trước oanh oanh cô tìm cán đi hoặc tìm ván giường đến đây ông chủ như vậy không thể cổng lên được anh cũng không dám chơi vậy nhìn tư thế này ông chủ đã bị nướng đến trong khét ngoài sống luật sư an thật sự lo lắng lỡ tay một cái sẽ hủy diệt thân thể của ông chủ rồi ít nhất ít nhất ít nhất ít nhất tuy rằng hiện giờ đen thì đen nhưng nhìn vẫn là hình người đúng không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha